Xin chào các bạn, mời các bạn đến với thương hiệu đèn sưởi nhà tắm Han. Và ngay bây giờ hãy cùng tìm hiểu về dòng đèn sưởi nhà tắm Heizen cao cấp chính hãng HE3B. Khác với dòng sản phẩm đèn sưởi nhà tắm 2 bóng, đèn sưởi nhà tắm 3 bóng HE3B được thích hợp đối với gia đình mà có diện tích phòng tắm trong khoảng là từ 4 đến 6 mét vuông. Như các bạn thấy thì cũng giống như là đèn sưởi nhà tắm 2 bóng thì đèn sưởi nhà tắm 3 bóng HE3B cũng được thiết kế hết sức là sang trọng và hiện đại với hoa văn in chìm trên bề mặt hợp kim nhôm cao cấp và có thể chịu được nhiệt. Và 3 bóng đèn sưởi nhà tắm này thì mỗi bóng có công suất là 275W, do vậy tổng của cả chiếc đèn sưởi nhà tắm 3 bóng này thì có công suất là 825W. Các bạn thấy là trên bề mặt của đèn sưởi nhà tắm thì sẽ có hai công tắc. Một công tắc là sử dụng cho một bóng đèn ở giữa và công tắc còn lại sử dụng cho hai bóng đèn ở hai bên. Với đèn sưởi nhà tắm 3 bóng này thì tùy từng nhiệt độ của trong từng ngày thì các bạn có thể lựa chọn một là chỉ sử dụng một bóng, hoặc là sử dụng hai bóng hai bên, hoặc nếu như thời tiết lạnh thì các bạn có thể sử dụng cả 3 bóng. Đèn sưởi nhà tắm chính hãng Heizen HE3B có thời gian bảo hành lên tới 10 năm và đây cũng là dòng đèn sưởi nhà tắm có thời gian bảo hành lâu nhất trên thị trường đèn sưởi nhà tắm mét vuông, không sử dụng trần giả như là trần nhôm hay là trần thạch cao. Và các bạn đang tìm một thiết bị có thể là vừa có thể sưởi ấm vừa có thể làm trang trí cho phòng tắm nhà mình thì đừng quên lựa chọn sản phẩm đèn sưởi nhà tắm Heizen HE3B các bạn nhé.